ta có mặt ở đây với một bài hát rất hay, rất ý nghĩa. Anh đi chiến dịch. Xin quý vị một tràng pháo tay cho bé Thùy Ân. Dạ, con xin kính chào quý vị khán giả. Dạ, con tên là Thùy Ân. Dạ, cho bài 30 tháng 4 mình hãy nhớ lại những nàng đưa anh đi. Thành ra bữa nay con sẽ nhắc lại một vài anh đi chiến dịch.